tương lai rồi, đúng không bà? Có nghĩa là thế hệ của tụi Thư với Thúy là sẽ sanh thêm vài đứa con nữa đúng không? Trong đó có trai có gái, thì cái sự giáo dục của mình như thế nào để mà cái tư tưởng của cái đứa bé trai đó đó nó sẽ nó phải nghĩ là đã là một con người thì cái nhân quyền bình đẳng nhau hết. Nói về cái chuyện mà giấy tờ chữ nghĩa thì có vẻ to tát nhưng mà chỉ đơn giản là ở trong gia đình tất cả mọi người phải chia đều trách nhiệm. Với anh Thư, một cái kỷ niệm vẫn rất là ấn tượng với Khoa, không biết bạn và cả anh Thanh Long, ông xã bạn có nhớ không, là Khoa được một cái may mắn là chứng kiến cái ngày vui của bạn, Khoa có làm MC cho đám cưới của hai người, đúng không ạ? Thế thì cái duyên nào để từ một người mẫu và dĩ nhiên cái độ thọ để mà đứng trên sàn khách quốc, thì bây giờ bạn chỉ xuất hiện ở những cái chương trình mang tính từ thiện hoặc là chương trình mang tính quốc tế của quốc gia thôi, bạn không có diễn nhiều. Nhưng cái duyên nào để mà bạn đến cái điện ảnh bằng những cô gái chân dài nè, bằng Hồng Chân Bay Da Hành Thịt nè, và sau đó là một loạt Tuyết Người Nhiệt Đới, rồi cả những vở diễn những cái bộ phim gần đây nữa. Thì thực sự là phim Những Cô Gái Chân Dài là phim phim mặt điện ảnh đầu tiên, nhưng mà lại là một cái phim thứ hai. Đầu tiên của Thư là phim Sương Gió Biên Thùy, cái đó là cái chạm ngõ đầu tiên, là trong một bộ phim truyền hình. Mà lúc đó chắc là vai nhỏ thôi đúng không? Vai nhỏ thôi, nhưng mà cái vai nhỏ đó để cho mình học hỏi được cái môi trường làm việc như thế nào. Nó chỉ ở mức đó thôi. Đến khi mà Cô Gái Chân Dài thì nhận một cái vai chính mà vai điện ảnh, thì thực sự Thư khác với Thúy là Thư rất là căng thẳng, Thư rất là áp lực. Áp lực khủng khiếp luôn á, mà đến mức mà rất là tự ti về bản thân, cảm thấy mình không thể làm nổi. Tí điều muốn cầm kịch bản đem trả lại luôn, mặc dù là đạo diễn đã tin mình. Thì lúc đó thực sự là Thư rất là cảm ơn đạo diễn của Cục Đảng. Thì đạo diễn Cục Đảng có nói là con phải tự tin vào chính cái bản thân của mình thì người khác mới tin mình làm được. Thực sự là đạo diễn Vũ Cục Đảng đã chỉ cho Thư rất là nhiều để mà biết bản thân mình có được cái gì. Thực sự là khi mà cầm cái kịch bản trên tay, áp lực kinh khủng luôn, ai nói gì cũng nghe. Lúc đó nói là bây giờ phải lột xác, phải bỏ đi cái dáng vóc của người mẫu, của một người mẫu. Thì lúc đó Thư đi mua đồ sida mặc áo sơ mi rộng thùng thình, rồi bỏ cái thói quen hay người mẫu hay mặc đồ ôm á, bó sát, là mình phải cảm giác mình trở thành một cái cô gái mà không biết gì về thời trang hết. Quê thật sự là lúc đó là ai kêu gì làm đó. Tại vì mình áp lực quá cho nên mình sợ quá, mà Thư lại càng sợ thì Thư lại càng cố gắng. Tại vì đâu biết phân tích nhân vật sao đâu. Ai cũng nói là sống cùng nhân vật, mình cũng biết sống sao. Sống cùng thì, nhân vật đó. Thì cái lúc đó là bác Đảng nói cái gì là làm theo đó. Phải là thoát đi cái hình ảnh người mẫu để trở thành một cái cô gái quê thật sự, rất là ngây thơ, hơi ngờ ngợt luôn. Thì mà khi mà tiếp đó thì đạo diễn kêu là về quê sống trước đi. Đoàn phim chưa về là mình đã phải về trước, sống trước khoảng nửa tháng để mà hòa nhập cùng với cái làng quê đó. Thì Thư được cái là Thư càng sợ thì Thư càng tập trung, càng cái độ tập trung mình cao hơn. Đúng rồi. Càng áp lực thì mình càng muốn thể hiện cái nhân vật đó ở mức tốt nhất, bằng cách nào thì mình đâu có biết đâu. Tại không có trường lớp cho nên đạo diễn kêu gì làm đó. Về dưới mà cô biết con đi về dưới là hả, về quê á, mặc áo bà ba, trong khi dân quê đó lúc đó người ta mặc đồ bình thường thôi. Hiện đại rồi. Một về quê ai cũng bất ngờ là tại sao một cái đứa ở đâu xuất hiện mà cao lêu mêu, mà mặc áo bà ba rộng thùng thình, rồi quần xăn lên, ai cũng hỏi ủa ở đâu vậy. Mà cái mặt đẹp quá, sao ăn mặc lạ quá. Thì lúc đó chắc người ta nghĩ, tại vì lúc đó Thư thì cũng chưa có nổi tiếng, cũng chưa có ai biết tới, mà tự nhiên về quê lại xuất hiện một cô lạ quắc, cao lêu nghêu, mà tự nhiên áo bà ba, trong khi không ai mặc. Nhưng mà như vậy chứng tỏ là mình đã bắt đầu hóa thân, biết hóa thân đúng không bà? Nhưng mà khi mà cả đoàn phim xuống thì mọi người không còn nhận ra là một người mẫu Anh Thư nữa, cứ tưởng là dân của vùng đó, tại lúc đó đang ngồi trên cây xoài vắt vẻo. Vậy là cô vẫn nhất quyết từ chối không đi uống nước với tôi hả? Hồi sáng tôi nhận lời giúp anh là vì sợ anh mất việc thôi. Chị tôi nói mấy người Sài Gòn ghê lắm, đừng có tin. Đâu có gì chứng minh là người tốt đâu. Có.
chứng minh nhân dân của tôi nè. Tôi đâu thấy cái sẹo nhỏ cách tôi mất trái 2 cm đâu. Trời, trời, tôi còn biết nó nằm ở đâu nữa. Người đàng hoàng làm gì có sẹo. Ủa, mà chứng minh nhân dân 18 tuổi ai cũng có, đâu cần tốt hay xấu. Tôi biết làm cách nào để chứng minh tôi là người tốt cho cô Tinh bây giờ. Không ngờ mặt này cũng là người tốt nữa ta. Tin rồi nha. Thấy y chang trong phim không? Hãy bắt cướp với ngay người tốt liền. Tại sao bắt đến chụp hình tôi? Tôi nói rồi, tại cô đẹp. Anh là người xạo nhất mà tôi đã gặp đó nha. Cô thiệt, không giống tôi chút nào. Tôi hả? Hễ mà nói tôi đẹp trai tôi tin liền ha. Và hơn hết, trong tất cả các khách mời của ngày hôm nay, người phải bước vào nhiều cuộc đời, nhiều cuộc hóa thân để khắc họa nên hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Chị sẽ nói gì ạ? À? Những cái vai diễn ấn tượng, những cái điều mà chị khó quên nhất. Tôi nhớ là 19 tuổi, lúc đó năm 1976, tôi thi đậu vào đoàn kịch Cửu Long Giang. Chúng tôi thi vào đó có 12 sinh viên của các trường đại học. Và câu nói của thầy Căn Trường, cái người đóng rất giỏi vai Lenin, thầy nói là sân khấu nó cũng giống như một cái trường đại học. Các con sẽ không phải sợ rời trường đại học đâu, mà vào đây sẽ được học. Wow. Và cái vai đầu tiên là một cái vai chính kịch, nó có chất bi. Tôi không hiểu là cái vai diễn nó có vận vào đời mình hay không, nhưng mà hầu như những vai diễn mà tôi được mọi người nhắc đến sau này đều là những vai diễn có một cái chút gì đó bi kịch. Yeah. Như Thời Con Gái Đã Xa, như Cõi Tình, như Người Đàn Bà Mộng Du, như Cơn Mê Cuối Cùng. Oh. Như Tình Yêu Dành Cho Hai Người, Khoảnh Khắc Tình Yêu. Và người ta nói cái nghề của chúng tôi là cái nghề làm lay động trái tim. Thì tôi cũng có thể có một chút vui vui mà nói với khán giả là cũng đã những có vai, những vai diễn của mình đã làm cho trái tim của mình đôi khi nó cũng vỡ òa vì hạnh phúc. Đôi khi khán giả cũng rất là tức giận khi thấy tôi làm người mẹ ghẻ rất là khắc nghiệt của Thanh Thúy trong Dòng Xoáy Tình Yêu. Và khán giả cũng là đã rơi nước mắt khi xem những cảnh cuối cùng cũng tôi đóng chung với Thanh Thúy và các bạn trẻ trong phim Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hoặc là một cái bộ phim dài 200 tập Dù Gió Có Thổi. Yeah. Một bộ phim mà cũng đã được khán giả trong và ở cả nước ngoài đã mail về, đã rất là thích cái phim đó. Giống như Khoa nói là đã trải qua rất nhiều cuộc đời. Tôi chỉ nghĩ như là mỗi một con người chỉ có một kiếp sống mà thôi. Thì có lẽ nghệ sĩ chúng tôi là những người có được rất may mắn. Chúng tôi có khi hóa thân không thành công, có khi thành công. Và cũng có khi là chúng tôi thấy là mình đã được sống rất nhiều đời sống khác. Cái nghề mỗi người đều có một cái nỗi đam mê. Thì cái nỗi đam mê của chúng tôi là có lẽ